Rồi mọi người bắt đầu, anh Dũng trả lời trước đi. Về nhé. Ok nhá, đối với riêng văn phòng ấy thì mình hay đánh giá qua vấn đề là đầu tiên là khi mà người ta ngồi nhiều ấy mà cái lượng cơ của người ta thấp ấy, thì đầu tiên là cái vấn đề đầu tiên là đau lưng này, đau mỏi vai gáy này, rồi vấn đề cứng hông này. Đấy, khi mà vấn đề cứng hông ấy hoặc là cái cổ chân người ta cứng ấy thì mọi áp lực nó sẽ dồn lên gối người ta. Thì người ta khi người ta vận động chạy bộ này, rồi người ta vận động với những cái bài tập cường độ cao này, thì người ta sẽ có hiện tượng là bị đau gối. Với lại cái vấn đề thứ hai ấy, khi người ta làm văn phòng ấy, người ta ít vận động ấy, thì đầu tiên là người ta bị dư cân, người ta bị béo phì. Cái vấn đề thứ hai ấy, là thể lực người ta khá là yếu. Đấy thì sẽ đánh giá hai vấn đề đấy. Sau Ok. đấy thì sẽ có những cái vấn đề thông tin là mình hỏi bên lề khi khách hàng đến ấy, mình trò chuyện với người ta ấy, thì người ta sẽ nói ra những vấn đề bệnh lý của người ta này, rồi vấn đề thói quen ăn uống của người ta này, ví dụ người ta hay ăn những đồ chiên rán hoặc là những cái đồ sẵn đấy. Đấy thì để mình biết được và mình có thể dựa vào những vấn đề này để lên cái một cái chương trình ấy, Ok. để phù hợp với cái khách hàng đấy. Ok, đó là quan điểm của mình. Ok. Rồi, đó là quan điểm của anh Dũng. Rồi Quý. Alo. Của em là cái Thứ tờ hai, vân tay đúng không anh? cái hình mấy Thì chú áo nếu xanh mà dương. nếu mà thường tao đứng tay khách của em thì thường người ta sẽ không đến tập nhiều vì thường người ta làm cả ngày á, và những cái vấn đề của ta thường gặp là thường là cột sống do khuân vác nặng nhiều, Ok. mà thường thì cũng em cũng ít được gặp những người khách như thế này lắm, tại vì thường người ta không có hứng thú tập luyện, là kiểu người ta làm cả ngày á, ta mệt lắm. Đúng rồi. Thật ra là mấy người vẫn lao động chân tay họ sẽ tập kiểu tự tập nhiều hơn, họ không có mướn PT nhiều nên mình cũng ít tiếp cận đối tượng khách hàng này. Ok rồi, Duyên. Ủa, Duyên chưa vô. Alo. Ok rồi, cái tư thế giống như các bạn có thể thấy tư thế làm việc của bên người ngồi văn phòng và cái chú chạy xe này có hai cái điểm giống nhau là họ ngồi ngồi khá nhiều, ngồi chạy xe hoặc là ngồi văn phòng liên tục có thể nửa tiếng tiếng hơn, và một tư thế không đổi, và thường họ sẽ không giữ được cái tư thế thẳng, tư thế tự nhiên của lưng, nên sẽ dẫn đến vấn đề đau mỏi vai gáy, đau lưng dưới. Rồi còn đối với người lao động thì họ kiểu bị vận động sai tư thế, giống như là khuân vác này kia nọ, không có giữ đúng cái tư thế thì nó dẫn đến dễ bị chấn thương, dễ bị đau. Rồi bên cạnh đó thì sau khi hỏi về nghề nghiệp, giống như để mình coi coi họ có ngồi lâu quá hay không, giống như anh Dũng nói là sẽ bị căng hông chẳng hạn. Đây thì cái việc căng hông ấy sẽ dẫn đến cái gì? Đây là trường hợp ngồi trong thời gian kéo dài. Nếu ngồi trong thời gian kéo dài cả ngày thì cái phần hông của họ sẽ bị gập lại, flex. Các bạn còn nhớ flexion với extension không? Flexion là gập gập phần hông nè. Gập phần hông trong một thời gian kéo dài thì dẫn đến bị căng cứng phần hông. Thay hip flexor. Hip flexor. Ok. Thì trong cái hip flexor này nó có nhiều nhóm cơ, thì có ba nhóm cơ chính thường bị căng và dẫn đến cái gì? Dẫn đến mất cân bằng cơ thể, postural imbalance. Rồi khi mà mất cân bằng cơ thể rồi thì cái cơ thể mình nó chuyển động nó phải bù trừ bằng những cái phần chỗ khác, bằng những phần chỗ khác để cho nó thực hiện được chuyển động. Rồi thêm nữa, bên cạnh đó cái việc mà ngồi lâu như vậy, ví dụ ngồi làm việc trước vi tính đi, đây ngồi làm việc trước máy vi tính trong thời gian kéo dài, đặc biệt là trước computer đây, thì cái phần vai của mình có xu hướng gập về phía trước. Ngồi trước vi tính hoặc là dùng điện thoại, thậm chí là ngồi lái xe lâu thì cùng một tư thế với nhau là ngồi cái vai bắt đầu xu thế cong về phía trước, mình hay gọi là bị gù lưng á, thì đầu cái phần đầu của mình bắt đầu sẽ mệt mỏi, kiểu bị mệt, bị căng cứng do áp lực đè lên, áp lực từ trọng lực đè lên trong thời gian kéo dài. Rồi và bắt đầu nó sẽ gây nên, kéo dài một thời gian nó bắt đầu sẽ gây nên hiện tượng gọi là
rounding shoulder and head forward head, round shoulder and forward head. Đây thành thì lúc đó người ta hay gọi là bị tật á, tại vì nó đã thành một cái tư thế luôn rồi. Forward head thì cái này có sửa được hay không? Anh Dũng có thể sửa được tư thế này không? Tư thế nào phát? Tư thế này để trong xem. Hình à. Tư thế bị đưa đầu về phía trước. Thì mình đầu tiên là mình sẽ đánh giá tư thế của người ta, xem người ta đặt cái nhóm cơ nào người ta đang bị căng này, tư thế nào nhóm cơ nào đang bị giãn này. Thì những nhóm cơ căng ấy thì mình sẽ giãn nó ra, còn những cơ mà yếu ấy, ví dụ như phần lưng này thì mình sẽ tập khỏe nó lên, tăng cái phần cơ lưng lên để giúp cái cơ cái cuộc sống của người ta trong quá trình mà, nhưng mà cái vấn đề nhất của mình ấy là phải thay đổi cho người ta về tư thế. Ok. Là cái quan trọng nhất. Đúng rồi đó, cái mà cần xác định với khách hàng đó là họ phải có một cái ý thức là họ đang bị sai tư thế. Mình phải chỉ ra được là họ đang bị sai. Khi họ biết họ sai rồi á, thì khi ở những lúc họ đi làm và ở nhà, họ tự động chủ động thay đổi tư thế của họ cho nó đúng. Tại vì họ tập với mình khoảng mỗi ngày 1 tiếng, 2 tiếng thì không là bao nhiêu so với lại 22 tiếng còn lại hết. Thì quan trọng phải hướng dẫn khách hàng kể cả lúc tập và lúc không tập với mình làm sao giữ được tư thế tốt nhất. Thì như nãy có nói thì có những nhóm cơ bị căng và những nhóm cơ bị yếu. Thì một tên gọi khác của cái phần mà bị đưa đầu về trước hoặc là vai gù đó, bị lưng trên gù nè, là upper cross syndrome. Thì đối với upper cross syndrome thì những nhóm cơ bị căng là những nhóm cơ này. Cơ ngực dưới và cơ trap phía trên. Trap phía trên và cơ nâng vai ha. Còn cái phần cơ bị yếu đó là cơ gập cổ, cái cơ đẩy cổ về phía sau á. Rồi và cái cơ lưng phía dưới để nó kéo cái tư thế lưng thẳng lên. Thì mình sẽ tìm những cái bài tập phù hợp cho phần thí dụ, mình sẽ tìm những bài tập về lower trap và những bài tập cho cái serratus anterior này để tập cho nó khỏe hơn, để nó giữ được cái phần cổ và phần lưng trên ưỡn thẳng lên. Và ngược lại những cái cơ như upper trap hoặc là pectoralis thì cơ phần ngực này thì phải giãn ra, phải giãn cơ ra cho nó mềm lại. Rồi nó luôn có một phần bị căng và một phần bị yếu, thì mình phải tìm được nó là ở đâu, ở đâu, xong rồi mình sẽ fit cái chỗ đó thôi thì là sẽ ok. Rồi đây là vấn đề về forward head. Bên cạnh cái việc thay đổi tư thế thì do họ ngồi quá lâu sẽ dẫn đến tình trạng kiểu ít vận động, bị lười vận động, nên cái hệ tim mạch của họ cũng yếu và dễ bị béo phì chẳng hạn, do họ ít vận động, họ ngồi có một chỗ làm cả ngày. Rồi đây cái việc giải phóng năng lượng nè, low energy expenditure là giải phóng năng lượng ít, và hệ thống tim mạch yếu do ít vận động. Bên cạnh đó có những cái công việc mà có một cái chuyển động nào đó lặp đi lặp lại liên tục thì sẽ dễ dẫn đến việc chấn thương đối với cái phần cơ khớp ở cái chỗ đó. Thì cái việc lặp đi lặp lại nhiều như vậy thì nó sẽ gây nên những cái tổn thương nhỏ ở trong cơ. Sau đó cơ và dây chằng gân cơ đó, và sau đó nó sẽ dẫn đến cái chuỗi kinetic chain này, nó mất cân bằng, gọi là rối loạn vận động đó. Rối loạn vận động thường có thể thấy như ở đây nó lấy ví dụ là trường hợp những cái động tác mà những cái công việc mà phải đưa tay quá đầu trong thời gian kéo dài, ví dụ những người sơn sửa hoặc là làm công trình hoặc là có một cái động tác dơ qua đầu trong thời gian kéo dài thì dễ bị cái vấn đề shoulder căng cứng vai và cổ, căng cứng vai cổ, bị dễ bị tổn thương vai cổ do cái việc căng cơ lưng, căng cơ latissimus và bị yếu cái phần cơ rotator cuff là cơ vai. Thì đối với cái trường hợp này, rotator cuff là cái phần cơ scapular
hôm trước mình có học thì nó là cái phần để giữ ổn định khớp vai. Thì đối với những khách hàng này mình sẽ tập cho họ giữ ổn định và cân bằng cái phần khớp vai lại. Rồi tiếp theo, trường hợp khách văn phòng là người mấy chị nữ thì sẽ phải thường mang giày cao gót. Đây, trường hợp mang giày cao gót sẽ dẫn đến trường hợp bị căng bắp chân. Căng bắp chân, căng cái dây chằng Achilles, căng gân Achilles và dẫn đến mất cân bằng tư thế. Thì ở đây mình có một cái hình minh họa cho cái việc mà bị cái đó. Đây. Nếu mà mang guốc trong thời gian kéo dài thì cái cơ bắp chân bị căng. Cơ bắp chân bị căng sẽ dẫn đến tổn thương cái hệ gân cơ ở đây. Ở đây có mấy bạn nào mà phải mang guốc trong đi làm nhiều không? Em đợt này đi học, đợt trước em đi học em toàn đi dép cao tầm độ 3 phân. À, đấy thì nên hạn chế mang guốc trong thời gian kéo dài để nó không làm mất tư thế mình. Đây các bạn có thể thấy ở phía dưới này, ví dụ mang cái guốc mà đế bằng này á, thì nó giữ được cái form chân mình thẳng nè, thì nó sẽ hạn chế căng ở cái vùng dây chằng của gân. Đây, hạn chế căng ở cái chỗ Achilles tendon này. Bên cạnh đó, cái việc mà nó bóp cái mũi chân nhỏ lại vậy, nó cũng ảnh hưởng đến cấu trúc xương bên trong. Rồi, tiếp theo là nó sẽ làm cái việc mang guốc này, nó làm cho cái dáng đẹp hơn, bởi vì nó đẩy cái mông ra sau. Mà cái việc đẩy cái mông ra sau này là do nó bẻ cong cột sống của mình. Nó là tăng áp lực lưng dưới, tăng áp lực lên phần lưng dưới. Thì mang guốc giống như nãy anh Dũng có nói, những người làm văn phòng hay bị đau mỏi lưng dưới một phần, có thể những người nữ là cũng do việc mang guốc. Mang guốc một phần cộng với việc ngồi trước máy tính, cong lưng gù lưng quá nhiều, cuối cùng vừa đau vai gáy vừa bị đau lưng dưới, và việc mang guốc này nó còn ảnh hưởng luôn cả đầu gối cổ chân. Cứ trên cơ thể mình một cái bộ phận nào đó nó bị imbalance, nó mất cái cân bằng, thì nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ từ trên dưới luôn. Đó là nguyên combo của những chị văn phòng thường sẽ bị đau mỏi vai gáy, đau lưng dưới, đau cổ chân, đầu gối gì đó, nguyên combo luôn. Thì đó cũng là những cái tình huống mà PT sẽ thường gặp. Thì nên, nếu mình đã theo con đường làm PT hoặc là hướng đến chăm sóc khách sức khỏe khách hàng, thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về những vấn đề này để khắc phục cho họ. À, đây nãy mình có nói về cái chuỗi kinetic chain trong cái việc lock cao, thì để mình đảm bảo được chuỗi này thẳng từ trên xuống dưới, từ chân lên gối lên hông lên vai. Đây là cái mục đích của việc lock count trong lúc tập luyện. Ví dụ như bài squat hoặc bài deadlift hoặc bài overhead press chẳng hạn. Tại vì trọng lực sẽ hướng đi xuống, thì khi mình giữ thẳng như vậy thì đây là tư thế an toàn nhất cho toàn bộ cơ thể. Chứ không phải là đẩy cái hông tới trước xong thì ở đây nó sẽ bị gập khúc. Mà tưởng tượng như một khúc cây có một vết nứt ở trên cây, thì khi mình bẻ bẻ cong thì chỗ đó sẽ là chỗ gãy trước. Các bạn hiểu vấn đề không? Là khi trong tập luyện hoặc trong lúc tư thế vận động nào đó, mình luôn phải giữ cho cái chuỗi này thẳng. Ví dụ mình khiêng đồ chẳng hạn, thì mình đẩy hông về sau, thì giữa hông và cái thân trên nó sẽ thẳng, cái phần cột sống này thì nó sẽ hạn chế chấn thương đó. Rồi khi bị gù lưng, không những đau lưng dưới, nó còn sẽ dẫn đến đau vai gáy, đau đau đầu, nhức đầu. Nên những người ngồi văn phòng nhìn máy vi tính nhiều cũng sẽ hay bị đau đầu. Nên đôi khi họ chưa cảm thấy đau được cái phần phía sau này, đó phần lưng, mà họ bắt đầu báo hiệu bằng tín hiệu là đau đầu thường xuyên. Thì mình cũng phải nhắm được là họ sắp tới có thể sẽ bị đau những thứ khác. Và mình định hướng cho họ nên thay đổi tư thế như thế nào cho phù hợp. Rồi. Phần hông. Đây là một ví dụ cho phần hông. Phần hông đây là cái độ cong bình thường của cơ thể, neutral của cái phần cột sống ha. Thì mình tưởng tượng giống như đây một có một cái thao nước ở cái phần hông mình. Nếu mình ưỡn quá làm đổ nước ngoài thì nó cũng không tốt, nó cong lưng quá ở đây, nó sẽ dẫn đến đau lưng. Mà cái việc mình giữ cho thẳng quá cũng không tốt luôn. Thì làm sao tưởng tượng cái phần hông mình luôn phải giữ ở tư thế thăng bằng ổn định này, thì nó sẽ là tư thế tự nhiên tốt nhất và nó hấp thụ lực tốt nhất cho cơ thể. Ok. Rồi tiếp theo,
Ngoài cái việc mang guốc thì công việc của khách hàng có bị căng thẳng quá hay không? Mental stress. Rồi cái việc mà bị stress thường xuyên nó sẽ làm tăng nhịp tim của họ, làm tăng huyết áp và trong 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 lúc tập và lúc nghỉ luôn. Những người bị stress thường xuyên thì cái nhịp tim họ sẽ cao hơn và huyết áp họ sẽ cao hơn so với người bình thường. Và bên cạnh đó nó sẽ dẫn đến điều khiển cái hơi thở bị sai, abnormal breathing, tức là rối loạn chức năng thở. Và cái rối loạn chức năng thở này nó sẽ cũng dẫn đến những cái vấn đề về sai lệch tư thế. Đây, nó sai lệch về tư thế và imbalance muscular. Hôm trước trong cái bài mà hít thở và cơ xương á, hình như bài 3, bài 2 gì đó, mình cũng có nói qua về những cái nhóm cơ khi hoạt động, khi mà mình hít vào và mình thở ra thì những cái nhóm cơ nào hoạt động. Thì cái việc hít thở sai á nó sẽ dẫn đến cũng cái việc đau vai gáy, đau đầu luôn. Mà từ những cái đó cũng dẫn đến là sai tư thế. Đây như việc hít thở sai thì nó sẽ làm sai là tư thế ở phần cổ, phần vai, ngực và phần lưng dưới luôn nè. Thì nó sai chỗ nào thì nó sẽ đau chỗ đó. Nên cái việc kiểm soát căng thẳng cũng là một trong những vấn đề đối với những khách hàng trong cái thời buổi hiện đại, mà những khách hàng này là cái tệp khách hàng mà PT gặp thường xuyên nhất, đó là dân văn phòng, những người ngồi một chỗ nhiều, những người mang guốc nhiều, làm việc với căng thẳng nhiều, stress nhiều. Đó, đây là cái tệp khách hàng mà mình tiếp cận thường xuyên. Rồi, ok. Bên cạnh nghề nghiệp thì tiếp theo là thói quen hoặc là sở thích của họ trong lúc rảnh rỗi. Ví dụ họ có hút thuốc hay không, họ có hay nhậu hay không, họ có tập luyện gì môn khác hay không, hoặc là thói quen ngủ nghỉ của họ như thế nào, nó có ổn định hay không. Thì từ những cái đó mình cũng rút ra những thông tin để phối hợp đưa vào cái chương trình tập cho nó phù hợp. Ví dụ trường hợp khách hàng suốt ngày đi làm xong về nằm coi tivi, mà nằm kiểu này chẳng hạn, thì nó cũng gây nên đau lưng, đau cổ, vai gáy, tại vì lưng họ cũng cong. Bên cạnh ngồi 8 tiếng về cũng ngồi thêm 8 tiếng nữa chẳng hạn, thì nó lại đặt áp lực lên cột sống quá nhiều. Thì mình phải khuyên họ thay đổi tư thế lúc ngồi và lúc tăng cường vận động chẳng hạn. Hoặc trường hợp những người lại yêu thích vận động thể thao chẳng hạn, họ tập với mình xong họ về họ còn chơi thể thao những môn cường độ cao như đá banh, đánh tennis hoặc là bơi lội hoặc đạp xe gì đó nữa, thì mình phải tính tới chuyện họ bị quá tải tập luyện. Và khi mỗi lần họ tập luyện nhiều như vậy, họ sẽ đặt thêm áp lực, gọi là stress, đặt thêm căng thẳng lên cơ thể. Thì đối với khách hàng đó thì ngược lại, mình phải kêu họ nên nghỉ ngơi ăn uống cho hợp lý và phân bổ cái thời gian tập luyện cho phù hợp, chứ không phải cố tập hết mọi thứ. Tại có một số người họ rất là thích tập luyện, họ thích tham gia hoạt động thể chất. Rồi bên cạnh đó công việc nhà chẳng hạn, họ làm việc nhà có đúng tư thế hay không, hoặc là họ có về nhà xong họ có phải làm việc nhiều hay không, ngoài cái giờ làm của họ, họ về họ còn làm gì nó khác hay không. Rồi thói quen đi tiệc mỗi tối chẳng hạn đó, tất cả thông tin đó đều giúp cho mình lên một chương trình tập cho phù hợp. Rồi kế đến sau cái thói quen này thì ví dụ khách hàng có bị từng bị chấn thương hay không, chấn thương vai, chấn thương gối, chấn thương lưng dưới, cổ chân chẳng hạn. Đây là trường hợp giống như là bị bong gân, lật bàn chân. Ví dụ như những môn chạy nhảy nhiều, đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, hoặc là đơn giản là chạy, hoặc là bước xuống cầu thang lệch một bước bị trật chân dẫn đến rách cơ, rách dây chằng. Thì nếu khách hàng đã từng bị chấn thương hoặc có tiểu sử là phẫu thuật hoặc phục hồi chức năng gì đó thì mình cũng phải để ý những thứ đó luôn, để ý những thứ thông tin liên quan đó để mình kết hợp với quá trình tập cho phù hợp. Ok. Rồi bên cạnh đó thì còn có những cái bệnh lý khác như là bị cao huyết áp, bị tiểu đường, đây bị cao cholesterol, bị béo phì, hoặc thậm chí là bị ung thư chẳng hạn, thì họ tập luyện cũng sẽ khác so với những người khác. Thì tất cả thông tin này hoặc các loại thuốc họ đang sử dụng đều ảnh hưởng đến cơ thể họ luôn.
thì những thông tin này đều hỗ trợ để mình kết hợp vô chương trình tập ha. Nhưng mà lưu ý một chỗ là mình, cái việc sử dụng thuốc của khách hàng là do bác sĩ đưa lời khuyên và chỉ định, còn huấn luyện viên không can thiệp vấn đề đó. Rồi đây là những cái bảng về giống như các loại thuốc họ sử dụng sẽ có tác động phụ như thế nào, giống như tăng huyết áp hoặc là thỉnh thoảng bị đau lồng ngực đối với khách hàng đó ha. Rồi đây là phần về những thông tin bên ngoài trước khi đánh giá. Có câu hỏi gì không mấy bạn? Đối với những trung tâm lớn thì họ bắt đầu áp dụng cái này nhiều để cho nó có tính hệ thống. Còn những trung tâm nhỏ thì có thể là chưa áp dụng. Có thắc mắc gì không mấy bạn? Cho mình hỏi thêm một tí là khi mà người ta bị đau lưng ấy, thì có hai vấn đề. Một là cái tải trọng cơ thể người ta quá cao ấy. Hai là cái phần bụng của người ta ấy, thừa mỡ nhiều quá ấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề lưng dưới của người ta đúng không? Đúng rồi. Do mấy người mà bị thừa cân nhiều thì bản thân mình nhìn vô cũng có thể thấy tư thế họ cũng sẽ thường ưỡn về trước, để giống như mấy người mà mập á, thì cái bụng họ to hơn nên họ phải ưỡn lên để giữ cái tư thế họ thẳng, nên nó đã đặt áp lực lên phần lưng của họ rồi. Nên đối với những khách hàng đó mình cũng phải lưu ý cái vấn đề tập. Nên ban đầu vô tập đối với người mập á, mình không cho họ gập bụng mà mình nên tập những bài stabilize trước, như là bài plank side plank hoặc là hip thrust chẳng hạn, để mình củng cố cái phần ổn định của phần core trước, chứ không phải họ mập cái họ vô họ muốn tập cho nhỏ bụng cái cho vô tập cặp bụng. Đó là vấn đề. Giống như mình đối với từng khách hàng cụ thể mình sẽ đánh giá xem họ có bị do cái tư thế họ mập quá hay là ốm quá hay là thói quen của họ như nào đó có bị sai lệch hay không, thì từ đó mình đưa ra chương trình cho phù hợp. Ok không Dũng? Ok. Thì tất cả mọi thứ đều ảnh hưởng lên cơ thể hết. Có thể thừa cân cũng là một trong những nguyên nhân đó. Rồi. Tiếp theo là mình, phần trên thì mình gọi chung là subject, là những thông tin mình lấy từ khách hàng, tức là khách hàng đưa cho mình. Đó là khách hàng đưa qua cho mình biết và mình tham khảo. Còn bây giờ là đến những cái phần mà mình sẽ dùng những bài đánh giá để mình test khách hàng xem họ đang ở đâu. Ok, thì nó có những cái bài test về tim mạch, đo chỉ số tim mạch bằng cách bấm mạch thôi. Đối với cách bấm mạch thì nhịp tim thông thường sẽ dao động khoảng từ 70 đến 80 nhịp một phút. Đối với nam là 70, còn đối với nữ thường là 75 nhịp tim lúc nghỉ. Thì lúc đo nhịp tim các bạn nên kêu khách hàng tự đo. Đây, và tại vì đo lúc sáng sớm là chính xác nhất. Và họ đo vào lúc nè, trong lúc buổi sáng ha. Và đo trong 3 ngày liên tục vào lúc vừa thức dậy. Và trong lúc đo đó, thí dụ mình đo trên cổ tay, bấm mạch trên cổ tay ha, thì nên bấm nhẹ thôi, đừng bấm mạnh quá. Và lúc đó thì trạng thái của khách hàng là đang bình tĩnh, kiểu hoàn toàn mới ngủ dậy một cách tự nhiên, chứ không phải là giật mình dậy xong đang kiểu bị hồi hộp hoặc là ngủ mơ giật mình, ác mộng giật mình dậy. Thì lúc đó tim đập nhanh, lúc đó là lại khác. Nên mình để cho họ calm down, họ bình tĩnh lại một xíu. Thì mình đưa ra yêu cầu khách hàng, buổi sáng anh chị đo nhịp tim giùm em chẳng hạn, để mình tính ra chỉ số trung bình của 3 ngày. Rồi mình nên đo vào cùng một thời gian cố định để mình lấy được con số chính xác nhất. Đó là mình đo bằng cách bấm lên tay, hoặc là một cách nữa là mình đo ở bấm ngay cổ. Đây, có hai cách đo ha. Một là đo ngay cổ tay, hai là đo ngang cổ. Rồi, nhịp tim trung bình 70 đến 80 nhịp một phút. Đối với nam là 70, đối với nữ là 75 thì là nhịp tim ổn định bình thường. Từ chỉ số nhịp tim đó, có thể đây là chỉ số gọi là bình thường, sẽ có người trên hoặc dưới, và dựa vào cái chỉ số nhịp tim họ đang tốt hoặc là kém gì đó, hệ tim mạch họ tốt hoặc kém gì đó, mình sẽ kết hợp cái nhịp tim đó vào chương trình tập luyện. Đây, ở đây bữa hôm trước Dũng có nói về cái zone tập luyện nè. Thì mình sẽ xác định luôn thêm một cái nữa là cái nhịp tim tối đa của họ. Ví dụ ở đây tính nhịp tim tối đa bằng cách lấy 220. Đây là một công thức chung
trừ đi độ tuổi thì mình sẽ ra được nhịp tim tối đa của người đó. Nhịp tim tối đa thì các bạn có thể thử lấy máy tính bấm để biết coi nhịp tim tối đa của mình là bao nhiêu. Sau đó các bạn lấy cái nhịp tim tối đa đó, các bạn nhân cho cái 0.65 hoặc 0.75 này nè, tức có nghĩa là 65%, 75% cho đến 95%. Thì theo từng zone, giống như người chưa hề có kinh nghiệm tập luyện gì về cardio hết thì nên giữ nhịp tim của họ ở giai đoạn 0.65 hoặc thậm chí là thấp hơn 0.65 để giữ an toàn. Ví dụ như dưới đây, người ta khuyến cáo nên thử ở nhịp tim 40% hoặc 55% thôi, tùy thuộc vào chế độ, cái thể trạng của từng người ha. Rồi sau đó mình tăng dần cái này, thì cái khoảng zone 1 này thì nó vẫn sẽ dao động khoảng 65-75. Zone 2 là 76-85 nè. Rồi zone 3 là những người bắt đầu tập luyện cường độ cao rồi đó, những người tập luyện thường xuyên rồi, kiểu hết chinh phục, họ muốn có một mục tiêu cải thiện chức năng tim mạch cụ thể rồi đó, thì sẽ thỉnh thoảng sẽ test lên phần 86-95% dựa trên nhịp tim tối đa của họ. Khi tập luyện một thời gian xong, mình sẽ test lại, ví dụ 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần gì đó, mình cho họ test lại cái nhịp tim lúc nghỉ là nhịp tim mình đang bấm mạch này nè, thì để coi nhịp tim nó có hạ xuống không. Như hôm trước mình có nói, nhịp tim mà hạ xuống thì tức là quả tim họ khỏe hơn, trong một lần bóp nó đẩy máu nhiều hơn nên họ không cần phải bóp, nhịp tim họ không phải bóp nhiều nữa. Nên nhịp tim lúc nghỉ nếu hạ thấp xuống tức là cardio họ tốt, tăng lên. Đó là cách mình áp dụng vô để mình training cho khách ha. Mình sẽ có một bài chuyên về cardio, lúc đó mình sẽ nói cụ thể hơn về ba cái zone này. Ok. Rồi. Phải cho hỏi một tí là bình thường ấy thì dùng tính nhịp tim ấy, thì mình sẽ lấy là 220 trừ cho số tuổi của người ta, sau đấy sẽ từ cái nhịp tim nghỉ mà mình tính ấy. Đúng rồi. Sau đấy mình sẽ nhân với cái zone, cái cường độ tập luyện ấy. Ừ. Rồi tiếp tục cộng với một cái nhịp tim nghỉ nữa thì ra cái tổng thì có đúng không? Ừ, nghe nó hơi rối. Phát không có tính cái nhịp tim đó. Nhưng mà ở đây cái Dũng có thể thấy như ở đây, như cái zone nè. Như cái cách tính zone 1 á thì họ chỉ cần lấy cái nhịp tim tối đa nè, maximal heart rate, và họ nhân cho cái zone đó, nhân cho bao nhiêu phần trăm đó để giữ cho cái người khách tập trong đúng cái ngưỡng đó. Giống như tính ra 125 để yêu cầu người khách, ok giờ chị đi bộ trong nhịp tim 125 thôi, chị không cần đi nhanh hơn, không cần đi chậm hơn, cứ đi nhiêu đây thôi là được. Kiểu như vậy để mình giữ cái mức an toàn cho họ. Kiểu họ chưa tập luyện hết, giờ vô cho tập nặng quá họ bị xỉu chẳng hạn. Thì mình dựa vô cái số liệu này để mình đưa ra cái bài tập phù hợp. Còn tập dùng nhịp tim, đo nhịp tim để mà tập giống như cải thiện chức năng tim hoặc là burn fat chẳng hạn, thì trong bài Kaido họ sẽ có những công thức cụ thể hơn nữa. Cái này mình không nhớ hết, tại mình không áp dụng nhiều cái tính nhịp tim vào đó, tại vì mình tập về strength nhiều hơn. Ok. Ok nha, cảm ơn Phát. Ok. Về cái đó có thể nó cũng đúng đấy, để đến bài Kaido mình sẽ tìm hiểu lại rồi nói lại với Dũng ha. Nhớ nhắc nha. Ok. Rồi phần đo huyết áp thì giờ những cái điện thoại thông minh hoặc là đồng hồ thông minh họ có thể đo được huyết áp luôn. Chứ ở ngoài mình không thấy PT xài cái này nhiều. Đo huyết áp để kiểm tra huyết áp của khách hàng có ở mức ok hay là cao hay là quá thấp gì hay không thôi. Thường huyết áp trung bình là khoảng 120/80 là ok. Rồi tiếp theo, đo chỉ số cơ thể. Cái này chúng ta thường hay sử dụng body composition để xem được là cái rủi ro về sức khỏe dựa trên body fat, rủi ro về sức khỏe dựa trên chỉ số body fat cao hay thấp. Rồi hiểu được cái body fat của khách hàng nói lên cái gì. Rồi giúp ước lượng được trọng lượng cơ thể cho khách hàng hoặc là những người vận động viên, và giúp để thay đổi cái chỉ số cơ thể, hỗ trợ cho mình cái việc lên chương trình tập luyện. Rồi từ những đây cũng là một công cụ để giúp động viên cho khách hàng, giống như tập thời gian một tháng cho họ đo lại, họ thấy xuống eo chẳng hạn hoặc tăng mông chẳng hạn đó, họ có động lực thêm để họ tiếp tục tập với mình. Rồi những cái chỉ số
composition này cũng có liên quan đến những cái bệnh lý như là béo phì, tim mạch, cao huyết áp chẳng hạn. Rồi đánh giá luôn, có thể dùng cái chỉ số này để đánh giá về dinh dưỡng và lựa chọn bài tập. Ok, thì cái đầu tiên họ đưa ra đánh giá bằng cách dùng cái Skinfold. Ở đây có ai dùng cái Skinfold này không? Mình có biết nhưng mình chưa xài cái Skinfold này. Skinfold là cái đồ kẹp mỡ đây nè. Dũng có xài Skinfold không Dũng? Không xài đâu, mình sẽ dựa vào cái chỉ số cơ thể của người ta ấy. À, hiện tại thì mấy phòng tập lớn họ đã có InBody rồi nên họ không có dùng mấy cái này. Với lại như các bạn thấy thì ở đây đo phải đo 4 thứ. Đó là đo ở bắp tay trước, bắp tay sau, đo ngay xương bả vai phía sau và vần eo. Nhưng mà đối với khách hàng nữ chẳng hạn thì khó mà đo những cái chỗ mà nó hơi tế nhị như vậy. Thậm chí khách hàng nam đôi khi hoặc những khách hàng mập chẳng hạn họ cũng sẽ không thích kiểu cởi áo ra giữa chỗ bên ngoài cho người ta thấy. Và đặc biệt với khách hàng nào mà bị thừa cân á, thì họ cũng không xài cách này. Tại vì đã vấn đề bây giờ không phải là bao nhiêu fat nữa, tại vì họ quá mập rồi thì chỉ cần giảm mỡ thôi, giảm cân là chính. Chứ chưa cần quan tâm đến phần body fat. Rồi một cách nữa, sau khi đo body fat phía trên này, nếu bạn nào quan tâm đến vấn đề đo body fat bằng cái Skinfold thì mình sẽ gửi thông tin qua cho ha. Cái này thật ra nó không có còn hữu ích lắm. Giờ người ta sử dụng mấy cái máy móc nhiều hơn rồi. Rồi một cách nữa là đo bằng dây thước. Đo bằng thước dây đây. Đo bằng thước dây. Thì có đo các vị trí như cổ, ngực, phần eo, phần hông, rồi đùi và bắp chân, bắp tay. Dựa trên những cái chỉ số đó xong rồi mới tính toán ra. Bên chỗ Quý có xài mấy cái này, có đo bằng cái gì Quý? Em đo máy InBody à? À, đo bằng InBody. Đa số giờ mọi trung tâm đều có máy InBody hết rồi. Máy InBody. Còn BMI thì nó không chính xác rồi ha. Tại vì nhiều người có nhiều cơ thì nó sẽ không có đúng, không còn đúng nữa. Nhưng mà đối với người bình thường, chưa tập luyện gì thì nó lại đúng. Đối với dân số bình thường, general á, thì nó đúng. Có thể lấy để tham khảo. BMI bằng cân nặng chia chiều cao bình phương. Rồi. Cardio assessment. Bên cạnh đó mình còn những cái máy đo body fat khác. Ok. Đây là cái mà test về cardio của khách hàng. Test cardio bằng cái bài EMCA. Có một cái bục, mình sẽ đặt một cái bục cao khoảng đây, nó có để 3 test, 3 bước thực hiện nè. Cao 12 inch. Xong cho khách hàng bước liên tục trong vòng 3 phút. 3 phút đó mà phải bước theo cái tempo. Tempo giống như là up down. Có một cái app trên điện thoại mình, nó tên là Metronome nè. Kiểu nó sẽ kêu là beep 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 beep, nó sẽ đếm nhịp cho khách hàng bước, thì khách hàng sẽ bước theo kiểu như vậy trong vòng 3 phút. Sau đó sau khi bước 3 phút rồi, bước xuống đo nhịp tim trong vòng 60 giây thì coi nhịp tim là bao nhiêu. Từ đó xác định, đưa vô cái bảng này coi nhịp tim của khách hàng là tốt hay là yếu. Rồi, tiếp theo. Và từ cái mà bài test đó nè, thì nó có áp dụng vô khách hàng nên tập theo zone 1, zone 2 hay zone 3 ở đây cho nó phù hợp. Rockwork test. Ok. Bài Rockwork test mục tiêu cũng giống như bài phía trên. Rồi tầm quan trọng của tư thế. Những bài đầu mình có nói về tư thế, về cái kinetic chain, giữ cho chuỗi kinetic chain thẳng. Thì cái việc mà đó là cái việc khá quan trọng, khi mà chỉ cần một điểm trên cơ thể mình bị lệch hoặc mất cân bằng sẽ dẫn đến nguyên chuỗi mất cân bằng theo và ảnh hưởng toàn bộ tư thế. Và nó còn liên quan đến việc kiểm soát cơ thể, kiểm soát bằng hệ thần kinh đó.
Và từ những cái sai lệch tư thế đó mình sẽ dẫn đến những cái bệnh lý như đau lưng dưới, nãy giờ mình nói đau cổ vai gáy nhức đầu, thậm chí là đau xuống cả đầu gối, cổ chân chẳng hạn, vì nó sai lệch luôn cả phần cơ bắp, dẫn đến dây chằng gân cơ sẽ bị sai, dẫn đến khớp cũng bị sai, mọi thứ trên người bị sai hết, thì lúc đó nó sẽ giảm khả năng phát lực của cơ thể. Đây, cái chuỗi kinetic chain giúp cho cơ thể hoạt động phù hợp cùng với nhau cùng lúc và đảm bảo khớp hoạt động cùng lúc, phát được lực tốt nhất và giảm rủi ro về chấn thương. Thì ngược lại, nếu cái chuỗi này nó không được giữ ổn định và mất cân bằng thì sẽ dẫn đến những nguy cơ cho chấn thương. Rồi, nếu như có chuyện bù trừ chuyển động trong chuỗi kinetic chain thì sẽ dẫn đến những cái tổn thương đây, muscle imbalance, sai lệch tư thế, có thể dẫn đến chấn thương ở cổ chân, dây chằng gân cơ, đau hông, đau lưng dưới. Rồi, tiếp theo ở đây là bắt đầu mình đánh giá tư thế khách hàng, đánh giá tư thế ở cái mà gọi là tư thế tĩnh, tức là khách hàng chưa cần làm gì hết, chỉ cần đứng yên, mình đứng bên ngoài mình nhìn. Thì ba trường hợp phổ biến nhất chúng ta có thể nhìn thấy ngay bằng mắt thường, một đó là pronation distortion syndrome, cái này còn có một tên gọi khác là bàn chân bẹt. Các bạn hãy tìm với cụm từ bàn chân bẹt hoặc là flat feet. Thì cái flat feet này nó ảnh hưởng gì? Một người bị flat feet cũng có thể dẫn đến đau lưng dưới, nên đôi khi lý do đau lưng dưới không phải chỉ là do cái lưng mà là do bàn chân. Đây là cái bài dùng để test coi mình có bị flat feet không. Đây là bàn chân bình thường. Bàn chân bình thường, test cái này bằng cách đi vào một cái chỗ ướt và bước cái bàn chân ướt ra chỗ khô, người ta gọi bài sweat, bài wet test, tức là ra để xem dấu chân mình, nó nếu mà nó có độ cong như vậy là ok, còn nếu mà hoàn toàn thấy nguyên bàn chân mình như thế này là bị bàn chân bẹt, còn nếu mà bị hõm nguyên phần giữa thì bàn chân quá cong cũng ảnh hưởng lên tư thế luôn. Thì cái flat feet này nó sẽ ảnh hưởng lên chuỗi kinetic chain như thế nào? Để mình đưa cái hình vào. Ví dụ trường hợp bị flat feet. Đó giờ các bạn có gặp ai bị flat feet không? Dũng có gặp ai bị trường hợp bị bàn chân bẹt không? Không được, ở bên kia thì Dũng chưa gặp trường hợp nào bàn chân bẹt. Toàn gặp là cứng hông với là lưng gù thôi. Với lại là đau lưng dưới. Đa số là vậy. Đa số bàn chân bẹt. Mọi người còn nghe nổi không? Còn một phút nữa là hết cái này rồi. Còn nghe nổi thì nói tiếp cái phần này luôn. Ủa, bàn chân bẹt là liên quan đến đầu gối bị trụng trong luôn. Đúng rồi, liên quan đến chụm gối luôn đó. Chụm gối và đau lưng luôn. Thường là những người mang guốc nhiều người ta hay bị đó. Đúng rồi, mang guốc nhiều nó làm thay đổi cấu trúc chân đó, nó cũng bị. Còn nghe nói cái này không?